KB Securities chính thức hiện diện tại Việt Nam với việc thành lập công ty chứng khoán KB Việt Nam. Chúng tôi tự hào mang đến dịch vụ chuyên nghiệp từ một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc và thế giới. Tại KBSV, chúng tôi nỗ lực trở thành một trong những công ty chứng khoán có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam, với kinh nghiệm phong phú và sự hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính từ tập đoàn KB Hàn Quốc. KBSV cam kết sẽ mang đến các sản phẩm, dịch vụ tối ưu nhất đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong nước, cũng như tạo nhịp cầu kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Hai mảng dịch vụ chính là dịch vụ ngân hàng đầu tư và dịch vụ chứng khoán luôn là trọng tâm mà KBSV ưu tiên phát triển. Mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư của công ty chứng khoán KB Việt Nam đã có một định hướng và chiến lược rất rõ ràng. Cụ thể, chúng tôi sẽ tập trung vào phát triển mảng M&A local, M&A cross border kết hợp với đội ngũ IB hùng hậu nhiều kinh nghiệm của công ty mẹ tại thị trường Hàn Quốc với một mạng lưới khách hàng rất là đa dạng. Với đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm được đào tạo trong nước và quốc tế, môi trường làm việc chuyên nghiệp và có phong cách làm việc hiện đại. Kết hợp với đội ngũ nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm của công ty, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những dịch vụ tốt nhất, hiệu quả nhất cho khách hàng tại thị trường Việt Nam. Nền tảng công nghệ hiện đại và kinh nghiệm phục vụ hàng triệu khách hàng trên khắp thế giới cho phép chứng khoán KB cung cấp các chuẩn mực toàn cầu về chứng khoán và giao dịch tài chính tới mọi khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi nhu cầu của khách hàng với tất cả sự tận tâm, chính trực và chuyên nghiệp. Với giá trị cốt lõi là văn hóa phục vụ từ trái tim, chứng khoán KB đề cao sự sáng tạo và tính chuẩn mực về nhiệm vụ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của mỗi nhân viên bằng tinh thần đồng đội và quy trình làm việc mang tính toàn cầu. Với cái việc chuyển đổi cơ cấu sở hữu công ty KBSV hiện nay trở thành doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại thị trường Việt Nam, theo đó thì chúng tôi có được sự tiếp cận với các nguồn vốn quốc tế, công nghệ, con người và đặc biệt là có cái sự tiếp cận với cái danh mục các cái nhà đầu tư Hàn Quốc có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. Do đó chúng tôi tin rằng KBSV sẽ có những cái điều kiện thuận lợi để có thể thành công tại thị trường Việt Nam và trở thành một cái cầu nối để kết nối với dòng vốn Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Cùng với việc đổi tên và hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty thì trong thời gian tới KBSV cũng sẽ có những cái sự thay đổi về chất, đó là việc tăng vốn đầu tư mạnh hơn vào cơ sở vật chất, cơ sở công nghệ thông tin, cũng như là đưa ra các cái sản phẩm mới, trong đó có những sản phẩm vệ sinh. Về mặt chiến lược thì chúng tôi sẽ chú trọng phát triển đồng đều tất cả các cái mặt kinh doanh, từ dịch vụ chứng khoán, dịch vụ IB như đầu tư tự doanh, và phát triển đồng đều các mặt bán lẻ và bán buôn tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi nỗ lực trở thành một trong các công ty chứng khoán có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam, trở thành đối tác tài chính tin cậy của các nhà đầu tư Việt Nam, Hàn Quốc cũng như các thành viên của tập đoàn tài chính KB trên cơ sở cam kết theo các giá trị và triết lý cốt lõi của chúng tôi. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một môi trường đầu tư thuận tiện, chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, cũng như mang tới các giải pháp tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp. Mục tiêu năm 2020, top 10 công ty chứng khoán tại Việt Nam. Năm 2022, top 5 công ty chứng khoán tại Việt Nam. KB Securities.